xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phước Rinh. thì sau vài ngày mình trải nghiệm cái phiên bản iOS 17.5 beta 2, thì mình có một số chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. rồi trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình ha. vô Sau vài ngày mình trải nghiệm cái phiên bản iOS 17.5 beta 2 này, đầu tiên là mình nói về trải nghiệm của mình trước các bạn. Trải nghiệm của mình khi mà sử dụng các cái ứng dụng á thì nó rất là mượt, nó không hề lắc luôn. Ngay cả cái việc mà bàn phím á thì cũng không có bị lắc bàn phím luôn nha các bạn, xài rất là mượt khi các bạn nhắn tin hoặc là soạn văn bản dài trong ứng dụng ghi chú hoặc là trong phần tin nhắn đó bạn nào thường xuyên nhắn tin thì cái phần bàn phím cũng không có bị lắc nha nhưng mà không biết các bạn như thế nào riêng mình á mình xài cái ứng dụng facebook với lại cái ứng dụng tiktok á các bạn khi mình lướt mình xem video á thì máy nó rất là nóng ha rất là khó chịu hai ngày đầu tiên thì mình xài rất là bình thường máy rất là mát pin rất là trâu nhưng mà hai ngày tiếp theo nghĩa là vào ngày thứ sáu thứ bảy thì mình gặp một cái trường hợp là máy nó nóng lên bất thường. Nóng lên bất thường là mình không có sử dụng các bạn, mình khóa màn hình như thế này và mình không có sử dụng thì máy nó cũng tự động nó nóng lên cực kỳ nóng luôn, nóng rất là bất thường mà nó hao pin cực kỳ luôn và có một số ứng dụng chạy ngầm. Một tí nữa mình sẽ vô cái phần pin cho các bạn xem kỹ hơn ha. Đó là riêng về phần trải nghiệm của mình. Không biết các bạn nào đã lên cái phiên bản iOS 17.5 beta 2 này rồi. Các bạn xài những ngày qua các bạn có gặp trường hợp máy nóng lên bất thường giống như mình hay không? Hay các bạn còn gặp những cái lỗi gì hay không? Thì các bạn nhớ để lại bình luận phía dưới video ha. Rồi tiếp theo á mình có chấm điểm cái grid này lại. Thì hôm trước á, lúc mình cập nhật lên thì mình chấm điểm là được 7 135 đối với điểm đa nhân và điểm đơn nhân là 2.876. Hôm nay mình có chấm điểm lại này các bạn. Hôm nay mình chấm điểm lại thì điểm đơn nhân là 2.872 và điểm đa nhân là 7071 thì cái số điểm này nó trên lệch vài chục điểm cũng không thành vấn đề. Còn vấn đề mà có những bạn hỏi mình là bạn bị lỗi tìm widget ở trong màn hình á thì mình không có bị các bạn, ngay cả trên phiên bản iOS 17.4.1, thậm chí cả iOS 17.5 beta 1 beta 2 này, mình cũng không có bị lỗi tìm widget. Các bạn thấy khi mình bấm vô cái widget nè, nó vẫn còn, bình thường nó hiển thị bình thường các bạn. Thí dụ như để mình tìm thử cái widget thời tiết coi đâu rồi thời tiết à đây rồi đây khi các bạn bấm vô thì nó vẫn có những cái widget như thế này nó đâu có bị gọi là mắc widget đâu các bạn đó có bạn hỏi mình là có bị mắc widget hay không à chắc là bạn bị cái trường hợp nó lót hơi chậm như thế này quá hồi nãy mình bấm vô á nó lót hơi chậm nó chưa có hiển thị lên như thế này thì các bạn đợi một tí xíu thì nó sẽ hiển thị lên những cái giờ ví dụ như nhiệt độ giống như thế này ha mình không có gặp cái trường hợp mà nó bị mắc hiển thị cái widget Rồi, tiếp theo là có bạn hỏi mình á Bạn bị mắc cái đồng hồ ở cái phần màn hình khóa khi bạn ngủ Mình nghĩ chắc là bạn gặp cái trường hợp khi bạn diêm sạc thì nó hiển thị chế độ chờ À, nếu mà bạn bị mắc cái đồng hồ đó đó các bạn Thì các bạn bấm vô phần cài đặt nè Rồi, các bạn kéo xuống cái mục chờ Chờ ở đây Đây, để mình vô trong cái phần chờ này rồi sau đó các bạn bấm vô cái mục màn hình ha Ở trong cái mục màn hình này á, chúng ta có ba cái mục Ở đây là mục tự động nè Rồi mục sau 20 giây Và mục không ở trên cái phần tắt màn hình Thì các bạn để ý nếu mà các bạn để chế độ tự động á Thì khi các bạn ngủ á, các bạn không gian im lặng Thì một chút xíu thì cái đồng hồ trong chế độ chờ á Nó sẽ tắt đi nó sẽ tắt đi để nó tiết kiệm pin đó các bạn lúc các bạn sạc á nó sẽ tự động nó tắt đi rồi nếu mà bạn nào bật cái chế độ chuyển động để bật đó hoặc là các bạn mà không bật chế độ ban đêm, các bạn bật chế độ ban đêm á là cái đồng hồ nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Nếu bạn không bật chế độ ban đêm á thì một chút xíu cái đồng hồ ở ngoài màn hình khóa á, nó sẽ tự động nó tắt đi. Đó. Còn các bạn mà chọn không tắt á thì nó sẽ không tắt nha. Mình nghĩ á bạn gặp cái trường hợp là bạn để chế độ tự động thì cái chế độ chờ nó sẽ tự động nó tắt sau một khoảng thời gian. Đó, có tiếng động hoặc là các bạn cầm vào điện thoại thì nó sẽ sáng màn hình lên. Đó là bình thường nha bạn chứ cái đó không phải lỗi rồi tiếp theo là về cái phần chơi game liên quân trên cái bản iOS 17.5 beta 2 này thì mình chơi game liên quân á máy nó cực kỳ nóng luôn nha các bạn và vẫn bị góp FPS nha khi mình chơi trên cái bản beta 2 này nó FPS á, thông thường game liên quân mình chơi trên iPhone mình chỉ để 60 FPS thôi nhưng mà nó cũng dao động từ 57 tới 60 nha nó nhảy lên nhảy xuống 57 60 khi mình chơi game liên quân trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình nè đó và khi mình chơi game á, máy nó cực kỳ nóng luôn các bạn. Và hiện tại nè các bạn, hiện tại là máy mình nãy giờ mình cũng không có sử dụng gì nhiều đúng không? Mình chỉ lướt qua lướt lại như thế này và chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể thấy hiện tại máy mình rất là nóng luôn, để mình đo thử cho các bạn xem. Hiện tại nhiệt độ môi trường á là 37 độ nè, buổi trưa mà các bạn, mát rất là nóng nha. Thì mình đo cái máy mình nè, à, lên 38 độ, 39 độ. Hồi nãy lúc nãy trước khi mình làm cái video này mình đo nó lên tới 40 41 độ luôn đó các bạn. Mình không có sử dụng mà máy nó tự động nó nóng lên luôn. Đó, trong khi đó mình chỉ lướt màn hình như thế này thôi, mình không có mở app gì nhiều. Rồi, tiếp theo để mình vô cái phần pin cho các bạn xem. Về phần pin nè. Mình vô cái tình trạng pin. Đây, cái tình trạng pin của mình dung lượng tối đa vẫn còn 100% pin, số lượng chu kỳ sạc là 137 chu kỳ. À, nói tới số lượng chu kỳ sạc này thì mình nhớ có một bạn comment hỏi mình là bạn sạc mới có mấy chục lần hay gì à hoặc là bạn vừa lên cái phiên bản iOS 17.4.1 á thì mới có mấy ngày bạn tuột mắc hết 4% pin nghĩa là bạn hiện tại còn 96% pin thì cái dung lượng tối đa này nè các bạn nó có tuột đi chăng nữa một ngày nó tuột 1 2 phần trăm gì đi chăng nữa thì các bạn cũng không cần phải lo lắng ha trong video nào mình cũng có nhắc đi nhắc lại cái phần dung lượng tối đa này nếu mà một ngày nó tuột một hai ba phần trăm pin gì đó thì đó cũng là chuyện bình thường thôi nó tuột tới một mức nhất định nào đó rồi thì nó sẽ không tuột nữa nha các bạn nó sẽ đứng lại còn bạn nào mà giống như mình nè số lượng chu kỳ sạc 137 chu kỳ mà vẫn còn 100 phần trăm pin thì tới khi mà nó tuột á nó tuột ví dụ như 99 98 thì các bạn có khi một ngày nó tuột hai ba phần trăm pin luôn 100 trăm nó nhảy xuống 97 phần trăm luôn đó các bạn đó, còn bạn nào tuột trước thì sau đó nó sẽ chậm lại. Bạn nào chưa tuột giống như mình thì tới khi mà nó tuột á, thì nó tuột rất là nhiều nha. Rồi, quay trở lại vấn đề. Hôm trước á, mình có nói với các bạn là mình cập nhật vào ngày thứ tư cái phiên bản iOS 17.5 beta 2 này thì mình xài pin rất là ok, máy rất là mát, các bạn có thể thấy nè. Ngày vào ngày thứ tư á, sáng sớm là mình đã cập nhật và mình xài chưa được 50% pin ở đây thì mình xài được 5 giờ 11 phút trên màn hình. Đó các bạn thấy pin rất là trâu luôn ha Nếu mà xài hết 100% pin Thì xài được tầm khoảng 10 tiếng luôn đó các bạn Nhưng mà vào ngày thứ năm tiếp theo À vào ngày thứ năm á, thì nó vẫn bình thường nha các bạn Xài pin rất là trâu Ở đây mình xài tới mức này là tầm khoảng 30% pin đi Thì mình xài được 3 giờ 46 phút trên màn hình nè nhưng mà vào ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thì mình gặp vấn đề liền các bạn vào ngày thứ sáu và thứ bảy thì vào ngày thứ sáu mình xài được có 3 giờ 51 phút trên màn hình nè pin mình xài tới đây là cho 70% pin đi Vào ngày thứ bảy còn hơn như vậy nữa các bạn Các bạn thấy cái phần chạy ngầm này nó 17 tiếng Nghĩa là cái iPhone của mình sử dụng liên tục Nó chạy ngầm liên tục Trong khi đó mình không có sử dụng, mình không có nghe Youtube chạy nền luôn các bạn Vào ngày thứ bảy thì mình xài được 2 giờ 50 phút Và lúc mình chụp cái tấm ảnh này thì mình còn có mười mấy phần trăm pin Đó, rồi để mình cho các bạn xem cái tấm ảnh mà mình chụp thì vấn đề nó nằm ở đây nè các bạn vào cái ngày thứ sáu hôm mình chụp tấm ảnh là này là vào ngày thứ sáu đó các bạn à vào ngày thứ bảy các bạn vào ngày thứ bảy á là mình xài nè các bạn thấy á nó chạy nền trong lúc mình sạc á nó cũng chạy nền chạy ngầm ứng dụng rất là nhiều luôn rồi trong lúc mình không có xài á thì nó cũng chạy ngầm rất là nhiều ứng dụng đó trong khi đó là mình không có mở ứng dụng gì lên hết mà nó chạy ngầm rất là nhiều thành ra máy á lúc mình chụp nè các bạn thấy mình còn 19% pin đó nó chạy nguyên một khúc như thế này luôn rất là đau lòng luôn các bạn máy nó cực kỳ nóng luôn lúc mà mình cầm cái máy lên mình nói ủa sao máy tự nhiên nó nóng quá thì mình gờ vô nè nó nóng phỏng tay luôn đó các bạn nóng ở phần này lúc đó mình không có máy đo nhiệt độ ở cạnh đó nhưng mà mình ước chừng nó tầm khoảng bốn mươi mấy độ á các bạn cực kỳ nóng máy các bạn thấy cái biểu đồ pin nè nó tuột một cái ót từ trên một trăm phần trăm pin tuột xuống dưới này trong khi đó xài rất là ít để mình qua phần pin lại cho các bạn xem đó vào ngày thứ bảy nè để mình bấm vô đây các bạn thấy nè chạy nền các bạn 50 phút chạy nền 4 phút chạy nền 18 giờ 39 phút chạy nền cái ứng dụng Zalo trong khi đó mình không có sử dụng gì hết mình không có mở lên nhưng mà nó lại chạy nền ở các bạn thấy cái vấn đề chưa đó đó là nguyên nhân tại sao mà các bạn hỏi mình á là các bạn có nên lên cái phiên bản iOS 17.5 beta 1 và beta 2 hay không thì mình khuyên các bạn á là không nên lên tại vì cái vấn đề á thường xuyên nó xảy ra, nó không có ổn định đó các bạn. Ngoài những cái đó ra thì mình không có gặp cái trường hợp nào lỗi gì nữa trên cái phiên bản beta 2 này hết trơn á các bạn. Ngoài việc nóng máy, à, không xài nó cũng nóng mà xài một chút xíu là nó nóng đó chỉ cần mở máy lên vuốt qua vuốt lại như thế này thôi nó cũng nóng rồi để mình bấm vô cái phần pin lại cho các bạn xem ở đây mình sẽ bấm qua phần 24 giờ hôm qua đó các bạn hôm qua mình gặp trường hợp máy nó nóng như vậy đó thì mình đã tắt nguồn cái khoảng trống ở biểu đồ pin này nè các bạn thì các bạn thấy mình đã tắt nguồn đi và sau đó mình mới mở lên mình xài lại thì ngày hôm nay cái tình trạng mà nó chạy ngầm như thế này nó đã ổn định lại rồi nè các bạn các bạn thấy là nó không có chạy ngầm nữa nhưng mà cái tình trạng nóng á, nó cũng xảy ra khi mình mở màn hình lên mình vuốt qua vuốt lại mình không có mở ứng dụng thì nó vẫn hơi nóng nha đó vậy thì chốt lại các bạn không nên lên cái phiên bản iOS 17.5 beta 2 này nếu bạn nào chưa lên hoặc bạn nào đang phân dân muốn lên để trải nghiệm thì lời khuyên của mình là các bạn không nên lên cái phiên bản iOS 17.5 beta 2 này nha các bạn tình trạng nóng máy cực kỳ khó chịu luôn à nếu mà bạn nào mà lên rồi cái bản beta 2 này mà các bạn gặp trường hợp giống như mình à, tình trạng nóng máy xảy ra bất thường trên cái con iPhone của các bạn thì các bạn có thể tiến hành tắt nguồn máy sau đó các bạn để khoảng nửa tiếng gì đó các bạn nửa tiếng hoặc là một tiếng rồi sau đó các bạn mở lên các bạn sử dụng lại thì mình nghĩ nó sẽ khắc phục được cái tình trạng mà máy nóng bất thường và các ứng dụng chạy ngầm giống như trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình gặp phải đó các bạn rồi các bạn hỏi mình á cái ngày nào á phát hành iOS chính thức thì cũng chưa biết nữa các bạn chưa biết nữa Apple bây giờ uh, hay quay xe lắm chúng ta cũng khó đoán nhưng mà vào thứ tư tuần sau thì chắc chắn là chúng ta có bản beta 3 rồi có khi là chúng ta sẽ có bản GC luôn của Hồng Trần Nhưng mà mình dự đoán vào ngày 24, nghĩa là thứ tư tuần sau Chúng ta sẽ có bản Beta 3 Và sau đó có thể, có thể nha các bạn Vào ngày 1 tây tháng 5 chúng ta sẽ có bản GC Và tiếp theo đó là vào ngày 8 tây của tháng 5 Thì chúng ta sẽ có bản iOS 17.5 chính thức Còn nếu mà trễ nữa thì tầm khoảng mười mấy tây đó các bạn Mười mấy tây thì chúng ta sẽ có bản chính thức Nhưng mà trường hợp đó thì mình nghĩ nó sẽ không có xảy ra mình nghĩ vào ngày 8 tây hoặc là một tây là chúng ta sẽ có bản chính thức nếu Apple muốn cập nhật sớm phiên bản iOS 17.5 nhưng mà mình nghĩ Apple sẽ không cập nhật sớm đâu các bạn. Apple sẽ kéo dài. Tại vì thông thường vào cái tháng này tới tháng 5 tới thì chúng ta sẽ không được cập nhật nhiều cái tính năng mới đâu. Chủ yếu là giá lỗi bảo mật và từ từ hoàn thiện cái bản iOS 17 này. Tại vì vào tháng 6 sau khi kết thúc sự kiện WWDC thì chúng ta sẽ có bản iOS 18 rồi. Cho nên là những cái bản cập nhật sắp tới đây chúng ta cũng không có nhiều những cái tính năng mới có trên cái phiên bản iOS 17 đâu mà chủ yếu là tập trung vào giá lỗi và cho nó ổn định lợi thôi các bạn rồi cảm ơn các bạn đã xem đến hết video các bạn đừng quên like share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình ha rồi bạn nào thích hình nền này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video cho các bạn có thể tải về sử dụng miễn phí bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau